có một nơi tuyệt đẹp làm mê đắm bất kỳ nhiếp ảnh gia nào. Nơi tồn tại một ngôi làng gọi là ngôi làng thiếu oxy nằm ở Tây Tạng, Trung Quốc. Cùng Leo chiêm ngưỡng vẻ đẹp và tìm hiểu về những người dân làng sinh hoạt ra sao nhé. Ngôi làng Tui Qua nằm ở độ cao 5.070m so với mực nước biển, ngay dưới chân núi tuyết Mangyatgangri tại phía nam Tây Tạng. Do ở vị trí quá cao, lượng oxy tại đây rất thấp, chỉ bằng khoảng 1/2 so với các điểm du lịch phổ biến ở Tây Tạng. Một điều đáng nói tại Tui Qua là tuổi thọ người dân rất thấp, chỉ khoảng 40 tuổi. Áp lực môi trường, điều kiện chăm sóc y tế lạc hậu khiến dân làng gặp nhiều vấn đề sức khỏe. Chính vì điều kiện khí hậu khắc nghiệt mà rất ít người chọn sống tại Tui Qua. Hiện nay, chỉ có khoảng 100 người đang sống tại làng này. Họ chủ yếu sống bằng nghề chăn nuôi gia súc. Vào mùa khô, các đồng cỏ quanh làng đều héo úa. Tuy nhiên, hòn đảo giữa hồ Buma Yamco lại có những đồng cỏ tươi tốt lạ thường. Thời điểm này, nước hồ cũng đóng băng. Người dân lợi dụng điều đó để lùa đàn gia súc ra giữa hồ. Khi mùa khô gần kết thúc, họ lại tới lùa đàn gia súc về trước khi băng tan. Truyền thống này đã kéo dài cả hàng trăm năm qua. Vị trí xa khu trung tâm cùng địa hình hiểm trở khiến giao thương khó khăn. Quãng đường từ Tui Qua tới thủ phủ Lhasa dài tới hơn 300 km. Từ Tui Qua, dịch ra là kết nối. Tuy nhiên, thực tế lại hoàn toàn trái ngược. Do đó, họ cũng phải chủ động làm chăn, màn, quần áo để sử dụng. Chính vì vậy mà nghề dệt cũng rất phổ biến ở đây. Mỗi nhà hầu như đều có máy dệt và phụ nữ trong làng ai cũng thành thạo kỹ năng này. Qua những điều kể trên, bạn sẽ đặt câu hỏi làm thế nào mọi người có thể sống một nơi bất tiện như vậy. Nhưng khi nhìn thấy những tia nắng đầu tiên, cảm nhận làn gió mơn man thổi vào mặt, chứng kiến cảnh hoàng hôn trải khắp ngọn núi Kulakangri, ngước nhìn bầu trời đêm đầy sao và chiêm ngưỡng mặt hồ Buma Yamco xinh đẹp, tự nhiên bạn sẽ bình yên trước vẻ đẹp lung linh như viên ngọc bích của Tui Qua. Ngôi làng này được xem là cao nhất thế giới, được mệnh danh là lối gọi thiên đường, nơi bạn có thể ngước nhìn những đám mây và vươn tới những vì sao. Nếu có cơ hội bạn hãy thử đến đây một lần nhé. Leo xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video thú vị khác nhé.